Sau 2 năm ăn chay, cô gái Mỹ từng mắc bệnh bạch biến dần lấy lại được làn da mịn màng không tì vết. Bệnh bạch biến là một loại bệnh da liễu dễ khiến người mắc cảm thấy rất tự ti về làn da của mình. Triệu chứng thường gặp sẽ là những rát, mảng giảm sắc tố so với vùng da xung quanh, không gây ngứa, không đóng vảy và giới hạn rõ. Mặc dù là căn bệnh lành tính, không lây nhưng nó lại ảnh hưởng nhiều về mặt thẩm mỹ khi mắc phải. Jermiller David, 25 tuổi, hiện đang sinh sống tại bang Florida, Mỹ, chia sẻ cô đã mắc bệnh bạch biến từ năm 8 tuổi. Các mảng da tối màu từ từ lan rộng và bao phủ toàn bộ cơ thể của cô. Năm 2001, vùng mắt của Jermiller xuất hiện một đốm trắng nhỏ. Tuy nhiên, bố mẹ của Jermiller lại nghĩ đó chỉ là một vết sức nhỏ do con gái tập võ hàng ngày. Theo thời gian, vùng da sẫm màu này bắt đầu lan ra các chỗ khác trên khuôn mặt, nên Jermiller đã phải tới gặp bác sĩ da liễu để kiểm tra. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch biến, cô đã phải sống chung với căn bệnh này tới khi trưởng thành. Điều đáng buồn là mỗi khi ra đường, Jermiller trở thành tâm điểm cười chê khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô. Năm 2017, sau khi bố Jermiller qua đời, cô quyết định chuyển sang ăn chay vì bố đã từng khuyên cô nên thử chế độ ăn này. Jermiller chia sẻ, lý do lớn nhất khiến tôi quyết định ăn chay là vì bố. Bố và tôi từng lên kế hoạch với nhau để trồng nhiều rau củ quả, từ đó sẽ chăm sóc bản thân theo cách tốt hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, chính nhờ chế độ ăn này mà màu da nguyên thủy của tôi đã trở lại. Trước khi ăn chay trường, Jermiller thường ăn chủ yếu là thịt gà, cá và một ít thịt đỏ. Tất nhiên là cô cũng thích ăn cả những món đồ ăn vặt như khoai tây chiên, kem và đồ ăn nhanh bên ngoài. Khi đã theo đuổi chế độ ăn chay trường, Jermiller chỉ ăn các loại thực vật và từ bỏ thịt động vật. Kể cả pizza là món ăn yêu thích, thì giờ đây cô cũng thay thế nguyên liệu pizza bằng các loại thực vật. Thật tuyệt vời là từ sau khi ăn chay, Jermiller nhận thấy màu da gốc của mình đã dần hiện rõ. Thậm chí, cô chẳng phải đến gặp bác sĩ da liễu hay áp dụng thêm bất kỳ phương pháp điều trị nào khác. Có thể thấy, trường hợp của Jermiller khá hiếm gặp bởi hầu như các chuyên gia đều nhận định chưa có chế độ ăn cụ thể nào có thể chữa khỏi bệnh bạch biến. Theo tiến sĩ Emma Ewart, bác sĩ da liễu của tổ chức British Skin Foundation, khẳng định, chúng tôi không hiểu tại sao điều này lại có thể xảy ra. Trường hợp của cô gái này thật quá tuyệt vời, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì đa số bệnh nhân mắc bệnh, việc thay đổi chế độ ăn không có tác dụng với tình trạng bạch biến của họ. Thực tế, bệnh này là do hệ miễn dịch chống lại các tế bào sắc tố trên da, nên sẽ khiến da ngừng sản xuất sắc tố. Nó cũng có xu hướng di truyền và sẽ trở nên tồi tệ hơn khi bạn gặp căng thẳng hoặc sinh hoạt không lành mạnh. Chúng tôi có thể giúp điều trị bằng liệu pháp ánh sáng hoặc bôi kem đặc trị. Dù vậy, có rất ít bằng chứng cho thấy chế độ ăn này có thể cải thiện bệnh bạch biến. Nhưng tôi vẫn khuyên bạn nên duy trì một chế độ ăn uống khoa học để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Nguồn: Daily Mail, Media Rambua, Forbes, Hint. Ha ha ha,